Chiếc Toyota Camry màu trắng muốt phiên bản 2 năm quy cao cấp nhất là món quà Trấn Thành tặng sinh nhật bố mẹ. Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên YouTube, Trấn Thành đã chia sẻ về tiệc mừng sinh nhật mẹ và mừng sinh muộn của bố, đồng thời công bố món quà là một chiếc ô tô mới. Chiếc xe này là Toyota Camry phiên bản cao cấp nhất, có giá hơn 1,2 tỷ đồng khi chưa ra biển số. Với tài năng diễn hài của mình, Trấn Thành đã phối hợp cùng Harry Won khiến bố mình ngạc nhiên, không tin được rằng đây lại là món quà con trai tặng mình. Bố của Trấn Thành khi đó đã cảm thấy khó hiểu khi không hiểu sao số điện thoại của mình lại gắn trên chiếc xe. Là sao? Xe này của ai? Xe chủ xe nè, để chủ xe ghê vậy? Xe số của ba hả? Thì là của ba thôi chứ. Cho đến khi đôi vợ chồng tiết lộ đó là quà sinh nhật. Chiếc Camry mà Trấn Thành mua đã được đăng kiểm tuy chưa đeo biển số. Chiếc xe này thuộc bản 2.5Q cao cấp nhất và sau khi ra biển sẽ hết tổng chi phí khoảng hơn 1,3 tỷ đồng. Phiên bản này của Camry khá hiện đại với các trang bị như màn hình 7 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 9 inch, âm thanh JBL, điều hòa 3 vùng độc lập, cùng cửa sổ trời, cảnh báo điểm mù. Động cơ xe là máy i4 2,5 lít, công suất 183 mã lực và mô men xoắn 235 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp. Với khối tài sản khổng, việc Trấn Thành sắm một chiếc Camry không phải điều gì quá ngạc nhiên. Trước đây, anh đã từng dễ dàng mua một chiếc Mercedes-Benz S400, rồi chuyển qua chiếc BMW X7. Đây đều là những chiếc xe có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần so với chiếc Toyota Camry vừa mua. Khi mang món quà 4 bánh bạc tỷ đến tặng bố mẹ, Trấn Thành cầm lái chiếc BMW X7 của anh. Chiếc SUV hạng sang được MC này mua khá âm thầm và chỉ hé lộ về xe thông qua một vài clip đời thường. Chiếc xe sang này có giá khoảng 6,5 tỷ đồng.